Tết rồi bà con ạ. Đấy, hôm nay là 31 tháng 12 thì khả năng lên sóng mà. Gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả quý vị, chị, bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Chúc mọi người có một mùa xuân năm mới 2024 luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn, đạt được nhiều điều mình đang mong muốn mà chưa đạt được các bác nhé. Xe nhà khả năng vẫn còn rất là nhiều. Khả năng rất mong muốn quý vị anh chị bà con luôn luôn mạnh khỏe rồi thành công, xong đó để có nhiều tiền, nhiều thu nhập để sớm nhất có thể anh em mình sắm cho mình một chiếc xe cũ mới cũng được. Mới thì càng tốt, còn cũ thì anh em mình qua cửa hàng nhà khả năng để ngắm nghía và tham khảo nhé. Khả năng hôm nay sẽ lên sóng phục vụ cho bà con các bác anh chị là một cái video tổng hợp. Hôm nọ thì được một hàng hai hàng thôi, hôm nay sẽ làm thêm một hàng nữa để phục vụ cho bà con này. Về nhà rất là nhiều xe quý vị anh chị nhé. Đây là Vios E đời 2018 nhưng mà vào vàng cát biển Hà Nội, tên tư nhân, xe đẹp luôn các bác nhé, xe gia đình đi 11 vạn xịn. Đấy, chiếc này thì em đang bán là 338 triệu đồng, khách sáng giả là 320, bao rút hồ sơ là chưa bán các bác nhé. Đó, một số những mẫu xe mà em chưa có lên sóng được thì quý vị chị bà con hãy nhớ đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ khả năng thêm. Em tàn nhưng chưa phế, mới gãy tí chân thôi chứ chưa hỏng hẳn đâu. Nên là vẫn lên sóng phục vụ cho bà con thường xuyên được các bác nhé. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm được, anh em mình qua cửa hàng, anh em mình xem xe liên hệ với em Đăng qua số điện thoại 032 6062 79. Còn rất là nhiều khách hàng đang xem xe tại cửa hàng đây. Các bác nhìn này, xe còn nhà rất là nhiều luôn. Quý vị chị bà con anh em mình nhớ alo trước cho em Đăng để được giá tốt nhất nhé. Ở tiếp theo này, kia là Toyota Innova đời 2016 328 triệu đồng, có con 2014 cũng giá đấy, nhưng mà 2016 cũng giá đấy luôn, động cơ 2.0 nhé các bác nhé, động cơ 2.0. đây là i10 01122 này, phiên bản số tự động này, con Innova số tự động đời 2009 đây này. Đấy, đây Innova số tự động đời 2009 này thì nhà em đang bán là 207 các bác nhé, số tự động 207 đó. Santa Fe thì anh em mình mua được 207 với mức giá là chỉ có là 258 triệu đồng thôi, còn bớt còn độc lá và bao rút hồ sơ, số tự động máy xăng nhé. Còn rất là nhiều Innova 7 chỗ cho anh em mình đi cái mùa mưa gió rét này, xong rồi mùa lễ chùa lễ chiền này, quý vị chưa, anh em mình quan tâm anh em mình qua cửa hàng đi. Innova đời 2010 xe gia đình, bây giờ chỉ nên quanh nhà 250 thôi. Rất là cứng cáp, đẹp đẽ, và biển Hải Phòng, tên tư nhân, xe cứng đẹp các bác nhé, xe gia đình đời 2010 nhìn rất là gọn gàng và đẹp đẽ với giá tiền hợp lý các bác nhé. Đó, hợp lý thực sự luôn. Kia Sorento đây các bác ơi, Sorento mới cửa tiền anh quanh khoảng tầm hơn 400 một tí này, đời 2013 401 các bác nhé, đời 2012 em bán qua 398 triệu thôi, rất là rẻ và hợp lý này. Mẹc này thì anh em để đi Tết rồi, con này thì lỗ hẳn 150 rồi các bạn. Còn Toyota Rush này anh em hiện tại cũng vừa về xong, đời 2021 540 các bác nhé, 540 này, đời 2021 premium đó. Còn dưới này thì có gì nhỉ, số sàn này, Xpander số sàn đời 2019 bây giờ cửa tiền có 430 thôi các bác ơi, bao vào tên chính chủ luôn. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm được, anh em mình qua cửa hàng anh em mình xem thêm. Đó, mang nước sơn màu lâu rất là đẹp, động cơ 1.5 Xpander, nó là dòng xe 7 chỗ nhập khẩu các bác nhé. Đời 2019 thì nhập khẩu Indonesia, 2020-21 thì Việt Nam, 2022 lại nhập khẩu Indonesia. Đấy, đời 2019 này, mang nước sơn màu lâu rất là sạch sẽ. Chiếc này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh em. Tất cả những xe đời 2016 trở lên hỗ trợ trả góp các bác nhé. Giá tiền thì anh quanh khoảng tầm khuôn 150 này anh em mình làm góp được rồi, còn lại là ngân hàng theo tháng các bạn. Đó, tiếp theo là con Miss Mazda CX-5 đời 2013. Cách đây khoảng 3-4 tháng em bán có 401 thôi, 415 triệu bao hồ sơ cho anh trai anh Thực. Anh Thực Đắk Lắk, anh mua được xe đấy có rẻ không? Bây giờ em phải mua lại của thợ là 415, 420 triệu về bán 454 này này. Đấy, nên là vật giá tùy thời, có đợt thì nó rẻ, có đợt thì nó cao. Nên màu trắng thì nó đắt hơn màu thường. Màu thường thì anh em mình bảo màu cát hoặc là màu xanh hay là màu gì đó thì nó chỉ đánh quanh khoảng tầm 401, 402 thôi. Nhưng màu trắng thì nó đắt hơn khoảng 20-30 triệu đấy các bác nhé. Màu trắng này là đẹp nhất này, nên con này nó đẹp. Mazda CX-5 động cơ 2.0 đời 2013 448 triệu đồng, bao vào tên. Đó, bên cạnh đó là Innova. Innova thì có đời 2011 các bác ơi. Đấy, xe cứng đẹp, bây giờ nó chỉ có đánh quanh khoảng tầm hơn 3 đồng tí thôi mà số tự động. Đó, mang nước sơn màu bạc rất là sạch sẽ, chiếc xe biển Hải Phòng tên tư nhân. Bên này thì anh em mình thích cái dàn form mới thì anh em mình có thể sở hữu cái mẫu xe form mới này đời 2016 với cửa tiền anh quanh khoảng 390. Đấy, rẻ mà. Rẻ lắm. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm thì anh em mình qua cửa hàng xem xe. Đây là mẫu xe mà số đấy, úi dồi ôi, máy ngon thế, xe gia đình 8 chỗ ngồi, số sàn động cơ 2.0, con này nhưng không nhầm là đời 2014 đây này. Với cửa tiền là 328 triệu các bác nhé. Đấy, đẹp luôn. Đó, anh em khách đang xem đây. Máy zin từ mặt dàn cò này, nhìn keo chỉ zin luôn, nổ rất là êm. Form dáng mới, form 2015 rồi. Đó. Tiếp theo là Xpander số tự động đây, bao test hãng thoải mái đấy các bác ạ. Dòng xe đời cao này anh em mình làm rất là an tâm lắm.
biển 99 Bắc Linh, quê mình, Quan Họ quê mình. Chiếc này thì anh em mình đang giao bán là 479 triệu đồng. Rẻ, rẻ đấy, nhưng mà rẻ hơn màu trắng thôi, chứ còn để màu trắng thì nó sẽ đắt hơn, màu trắng thì nó sẽ đẹp hơn một chút các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy, lại xe Sorento đây. Sorento đời 2013, cửa tiền 400 hơn một tí ti thôi. Hơn 400 một tí ti thôi các bác này. Sorento nhà em bây giờ có 3 con màu trắng và một con màu bạc các bác nhé. Đấy, giá tiền rất là đẹp. Vì sao? Sorento đi sướng hơn rất là nhiều so với lại mà C cái gì. Mấy con Innova ăn sao được, không tuổi gì các bác nhé. Vì nó 2.4 mà đi nó sướng hơn rất là nhiều, và nó phân khúc hạng này SUV hạng sang. Nó cùng phân khúc với con Fortuner ấy kìa. Đấy, nên anh em mình là lựa, anh em cân đối. Nếu hôm nay mà em không đau chân thì em đi em mở cửa cho các bác được, nhưng mà chân em đang hơi đau một chút thì các bác cứ báo giá em gửi hình ảnh qua Zalo. Sau đó thì anh em mình cần cái gì thì em sẽ làm kỹ hơn cho các bác nhé. Đấy, Innova 2013 khả năng ô tô đang bán có bao nhiêu? Có 260 triệu các bác. 260 triệu 2013 luôn. Con này đang dính hai phần nguội ở trong Quảng Bình nhé. Em đang xử lý phần nguội cho các bác rồi, xong rồi. Anh em mình về không phải lo lắng gì hết. Phần nguội hai tốc độ luôn, mất 10 triệu luôn. Vẫn phải xử lý các bạn, mua rồi mà. Đây, Sorento màu bạc đời 2013, bây giờ có 390 thôi các bác. Bao vào tên trọn gói, anh em có thấy sướng không? Sướng luôn đi. Sạch đẹp như này mà đi gia đình thì anh em mình đi hết ý cuộc đời luôn. Khách chưa một khách nào kêu. Gần nay em mua rất nhiều Sorento vì nó sướng. Đi nó đẳng cấp hơn rất là nhiều so với những cái mẫu xe khác. Xpander đang về, các bác nhìn đi, nhà em mua đầy xe. Đấy, mua nhiều lắm, màu trắng đang về, đang chuẩn bị hạ lồng kìa. Mua trong miền Nam chuyển xe lồng ra ngoài này. Tội gì? Đầy xe thiếu gì? Đây. Fortuner này, con này đời 2011 thì con này thì bán rồi. Bán rồi nhưng mà hồ sơ đang bấm biển cho khách hàng chưa xong. Chắc phải là qua Tết dương lịch các bác nhé. Đây là Kia Carrera đời 2015, bây giờ để cho anh em 240 bao vào tên trọn gói, anh em thấy sướng không? Fortuner này, Fortuner máy xăng đời 2008, bây giờ có 280 triệu. Rẻ, bét tần là nhè, còn bớt. Còn chưa bớt ấy, còn bớt sâu cho anh em được. Tội gì mà anh em mình không alo cho em đăng, giá thì rẻ, sau đó thì không mất tiền cầu tiền cò luôn. Mà lúc nào cũng luôn luôn hướng về anh em. Đấy, ông nào mà đi cùng mà đòi tiền hay là xin đẻo là em gạt đi ngay. Nói chung là xe cộ thì không phải xe nào nó cũng đẹp đâu. Xe thì nó phải có con nọ con kia. Không phải lúc nào cũng zin, lúc nào cũng đẹp được. Nên là anh em mình cứ bình tĩnh. Nên là một mình cứ phải làm chuẩn chỉ thì anh em mình mới đến với nhau được các bác nhé. BT50 anh em ơi, BT50 số sàn hai cầu đẹp đời 2017 đây các bác ơi. BT50 2017 số sàn hai cầu đẹp đây. Chiếc này mang nước sơn màu trắng này. Và để cho anh em có 408 triệu đồng thôi, bao cả vào tên luôn. Đó, biển Hà Nội tên tư nhân. Số sàn hai cầu đời 2017. Đó, rẻ mà. Ôi rẻ lắm các bác. Còn rất là nhiều xe rẻ này. Karen này cũng chỉ loanh quanh khoảng tầm 8 đồng 9 thôi. Rẻ. Fortuner máy dầu đời 2013 giờ là loanh quanh khoảng 480 này, bán cho các bác rồi các bác nhé. Đang bán 495 này. Để anh em 485 triệu là bán các bác nhé, bao hồ sơ. Giấy tờ bao tên chính chủ luôn. Bao hết trọn gói cho các bác máy dầu nhé, Fortuner máy dầu đời 2013. Đó, còn rất là nhiều xe. Quý vị chị bà con nào anh em mình nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Còn rất là nhiều xe mà em chưa lên sóng phục vụ cho quý vị chị được. Thì bà con hãy nhớ đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ khả năng ô tô thêm nhé. Đó đây các bác nhìn này, đây này. Accent đây này, Accent đời 2019 đây này. Con này có bao giờ 320 chứ bao nhiêu? Rẻ bét tần nhè luôn mà chả góp được. Đấy, bên cạnh Tia La cắt lỗ 280 này. Dưới nữa Accent 2018 có bao nhiêu? Có 301 thôi. Rẻ mà. Đây Elantra GLS đây mới về đây các bác ơi. Rẻ lắm, con này đời 2016-17. Nhà em có mấy con cơ. Bán cho các bác có 306-307 số sàn. Rẻ bét tần nhè. Bét tần nhè luôn các bác nhé. Khả năng rất mong muốn quý vị anh chị bà con luôn luôn mạnh khỏe, thành công và may mắn nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh, follow và chia sẻ giúp em. Kia Cerato đây. Cerato thì có con đời 2018 này, con 2016 này. Đây là 2016 các bác nhé. Đấy, chiếc này thì nó là phiên bản xe gia đình, số sàn. Đấy, bán cho anh em có 340 thôi. Số sàn này phân khúc hạng C mà giá rẻ này. 340 bao sang tên chính chủ luôn. Kia Cerato. Đó, trên kia thì có gì nhỉ, con 30G kia là con Kia Soluto nhé. CX5. Thế không phải đi vòng vòng nó mới quay nhé. Đây là CX5 2013 của ông anh đang để đi mùng 1 Tết, ngày mai có khách vẫn đem mang đến đây bán bình thường. Bán bình thường. Bán bao nhiêu tiền? 479 triệu. 479 triệu. Cái con 23 đó. Đây là 2014. À, 2014 mới về à? Tôi chết hai cầu à? Đấy, quay cho biển số cho các bác xem này.
Chết rồi, thằng nào mẹ âm ỉ thế, tưởng con 23 cơ. Đây con 24 các bác nhé, hai cầu. 470. Đặt nhỉ. Kia kìa, con C23 kìa. Đặt thế, con đấy mình không mua đâu, mình không đầu tư. Nhưng mà đúng là màu trắng nó cũng đắt lắm các bạn, thực sự đấy. Anh em nào mua được thì anh em mua sớm đi. Nó đắt lắm. Xin con CX5 đi nó sướng mà, nó gì. Nhưng mà đúng thì lấy bố con Sorento kìa đi các bác kìa. Sorento 2012 kìa. 389. Mua con đấy mà đi rẻ hơn nhiều. 7 chỗ ngồi con đấy, con nằng nhằng con CX5 gọi bằng bố luôn. Không bao giờ ngon bằng con Sorento màu trắng đấy mà đi. Em Sorento em mua em tâm đắc lắm các bạn. Em tâm đắc lắm. Đây là Soluto đời 2020 này. Bây giờ thì chỉ bán cho anh em có 320 thôi, bao sang tên trọn gói luôn. Đấy. 30 năm bán các bác nhá. Đấy thôi, rồi hợp lý này. Anh em mình không mua thì hơi buồn. Mitsubishi Outrigger đây. Outrigger đời 2021 phiên bản số sàn này bây giờ nó có 290 thôi. Con này 280 là bán được rồi. 280 là bán bao rút hồ sơ được rồi. Bao rút hồ sơ em bán cho anh em là 283 triệu. Còn màu trắng thì không có giá này các bác nhá. Màu trắng không bao giờ có giá này. Màu trắng nó chênh 230 cơ. Kia màu trắng đi có 3 vạn xịn em đang đỗ ở trên kia kìa. Em mua biển Phú Thọ kìa. Con đấy mới là xe đẹp các bạn. Đó. Sunny đời 2013 giờ 170 anh em cảm thấy hợp lý chưa? 170 thôi, rẻ mét tân nghe luôn. Bên này con Forte mà thợ làm lại, sửa chữa lại rồi đẹp rồi đấy các bác này. Ở chiếc này thì bây giờ có 240. Ngoặt sang bên cạnh là con Mazda 3 đời 2011 bây giờ có 270 các bác. Rẻ. Ê, còn con gì rẻ bằng nữa đâu mà Soluto đây các bác ơi. Anh em không thích số màu đỏ thì anh em lấy màu trắng này. Màu trắng đời 2021 là 340 thôi. 340 bao sang tên chọn gói luôn. Anh em quay sang bên này anh em mình lấy Vios bản E số sàn đời 2018 form mới về đây, màu trắng đây anh em. Bao vào tên chọn gói cho anh em được. Nó rẻ mà. Bây giờ nó hợp lý đó, giá lắm anh em ạ. Làm cái gì nó form mới phân khúc hạng B này, 7 túi khí anh em nhé. Chiếc này thì giờ có 340 thôi. 348 triệu 340 em bao vào tên cho anh em. Rẻ nhỉ. Bên này thì có Mazda 3 đời 2014 cửa tiền 380 số tự động các bác nhé. Xe gia đình biển Hà Nội này. Đó. Đây là Kia Forte này thì cắt nỗ đây, 180 là bán được rồi. Đời 2009 số sàn bản phân khúc hạng C. Động cơ .6. Đó, Accent đời 2019 bây giờ lanh quanh khoảng tầm 350 anh em mình mua được rồi. Kia con Accent kia số sàn thì 2019 kia thì nó chỉ 320 thôi. Đó, bản thiếu, đây bản đủ các bác nhé. Đây bản đủ số sàn. Đó, nhiều xe đẹp này mà anh em mình mua được hơi phí nhỉ. Đây Accent biển vàng số tự động nghe em còn bán, các bác nhìn thấy chưa? Hai con biển vàng kìa. Em chẳng ngại đâu vì nó có thể hiện hết mà, nên là mình cứ báo chuẩn cho anh em. Nhưng Accent mua hơi đắt tí. Accent con kia là 2021 nhá, em sẽ dọn nội thất và bán cho các bác luôn. Con đấy bán cho các bác khoảng tầm 430 thì mới có lãi. Đấy, nhưng mua đẹp lắm rồi, bao vào tên luôn, 430 đời 2021 số tự động. Vừa mới đi chuẩn 10 vạn các bác nhá. Dịch vụ như biển vàng nhưng mà đi chuẩn 10 vạn thôi. Chuẩn có 10 vạn thôi. Đó, đây là con Kia K3 đời 2014 này, 340 này. 340 rẻ mà, rẻ đẹp. Còn rất là nhiều hàng, các vị chị bà con anh em mình cứ qua đi xem xe đi. Cần đối tiếp các bác nhá. Cerato đây đời 2018 bây giờ có 420 thôi, bao vào tên luôn. 420 mà bao vào tên thì được bao nhiêu đâu. Được có 20 triệu mà. Anh em mình bớt đi khoảng 5 7 10 triệu nữa vẫn bán các bác nhá. 415 triệu bao vào tên thì em được một chục. Đấy thôi. Vios E đời 2019 em vừa là 18 em vừa nói đây, đây là hàng đẹp, hàng nét căng, khách đến đây xem rồi giả 320 bao hồ sơ này em chưa đồng ý. Em đòi 325 triệu là em bao rút hồ sơ là em bán các bác nhá. Anh em mình cân đối, giá thì đang bán là 338 triệu vì mua rất là cao, xe đẹp. Đẹp nét luôn các bác nhá, nét luôn, máy zin dàn cò, keo chỉ zin hết mà màu vàng cát nó hiếm các bạn, mà form cũ cuối form rồi. Hiếm form lắm, form này màu vàng cát nó mới đẹp chứ form mới màu vàng cát không đẹp đâu. Đó, đây anh em mình chơi Enantra cũng được, là Enantra số sàn đời 2018 bây giờ có 370 thôi. 365 triệu là em bao rút hồ sơ rồi. Rẻ mà, đây anh em rẻ lắm luôn đấy. Đây đây, số sàn đây. Cái đây cũng là Soluto các bác nhá, Soluto đời một chủ từ mới đời 2020 này cũng anh quanh có 320 thôi số sàn. Một chủ mà máy dùng chung với Accent rất là bền luôn, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với gia đình nhà mình. Đó, đây là vừa rồi em nói có nói với các bác là cái con Mitsubishi Outrigger đẹp đây. Thì đây là mẫu Mitsubishi cực đẹp, Outrigger đi chuẩn 3 vạn xịn các bạn, mới được 3 vạn xịn vì đời 2021 mà. Đó, mang nước sơn màu trắng, biển Phú Thọ, tên tư nhân, bản này là bản số sàn. Có trang bị túi khí ABS là đang đúc theo xe rồi. Đời 2021 em đang bán là 322 triệu để anh em 301 nhá, 301 bao hồ sơ.
315 triệu bao vào tin các bác nhé. Anh em mình quan tâm, anh em mình alo cho Khả Năng Ô Tô, số điện thoại 0326062759 nhé. Đó, đây đây Hyundai i10 đời 2015 nhập khẩu phiên bản sedan 5 chỗ 2 đầu, anh em chạy dịch vụ cũng ngon này, 230 là lên đường rồi. Đó, Vios này thì có 230 thôi, số tự động đời 2009 này. Đó, bên cạnh nó là một chiếc Vios E đời 2016, một chủ từ đầu. Máy zin dần cò, máy trắng nhá, con này 209 là bao vào tên. Đó, tiếp theo là Elantra zin cả xe đời 2019 1.6 động đời 2017 chứ nhỉ, con này 2017 biển 30k. Đấy, chiếc này mới về luôn, có hiện tại có màu mấy màu luôn ấy. Elantra đi sướng hơn Accent nhiều chứ, anh em trả góp thì trả con này cũng được này, 2017 360 thôi. Hợp lý mà. Hay Kia Morning số tự động này. À, Kia Morning số sàn chứ nhỉ, con này Kia Morning số sàn đời 2013, giờ em bán cho anh em có 130 thôi, rẻ mà. À, con Spark kia đi Tết qua này bán này, 130 là bán này, Spark qua Tết là bán này, đời 2012. Con kia là con Kia Morning số tự động đời 2011, 230. Rio kia thì còn 330, số tự động là 25. Đó, còn rất là nhiều xe. Quý vị anh chị bà con này, anh em mình muốn xem xe thì anh em mình cứ qua cửa hàng gặp Khả Năng Ô Tô, số điện thoại 0326062759 nhé. Còn rất nhiều những mẫu xe nhà em đang mới về và chưa lên sóng cho bà con có máy chị được đây này, còn đầy như này. Đấy các bạn, anh em mình quan tâm này. Kia Pride này, con này đi sướng hơn Vios luôn, 140 để cho anh em 130 là bán được rồi. Kia K3 đỏ kia thì 340 em bao sang tên cho các bác được nhá. Đấy, hôm nay là vì thằng thôi không nói nữa, cái này thì anh em mà xem sẽ hiểu các bạn. Đấy, đẹp lắm, thợ sang không chê được mà tư vấn cho người nhà đi về mua xe đời cao hơn, không chê cái gì mà đẹp nhưng mà lại mua xe đời cao hơn vì thợ đòi thịt của chú. Chú gọi chú đấy, nhưng mà thằng cháu làm gara ô tô đến nó đòi 5 triệu các bạn, đòi em 5 triệu mới 3 triệu, em bảo có cục cứt thế cho nó nhanh. Mẹ khách thì khách của tôi, ông đến đây ông mẹ ông thịt khách, nhưng mà chú cháu đéo thì mấy ông thế này đi về dỗi đi về, em dẫn khách về ông bảo là không mua nữa, em gọi điện bảo khách ngay, bảo đi mẹ cháu chắc thế thì các bạn nên bỏ luôn đi, cắt đứt luôn đi, đừng có mà chơi với nó đâm mà mình chết luôn đấy. Honda City đời 2022 bản RS nhé, mới đẹp đấy. Chiếc này em rút hồ sơ. Biển Phú Thọ, tên tư nhân, một chủ từ đầu, đi 16.000 km, mới tinh 1.6 vạn. Nói chung là led, bao test hãng thoải mái, anh em mình cứ thoải mái gà máy luôn. Chiếc này thì 520 bao vào tin các bác nhá. Đó. Còn Chevrolet Spark này cũng là một mẫu xe rất đáng để mua các bác nhá. Với động cơ 1.2 xe gia đình này, chiếc này thì em bán có bao nhiêu? Có bao nhiêu nhỉ? 190 triệu thôi, em bao sang tên cho bà con luôn. Bao sang tên chọn gói bấm biển cho anh em luôn. Đó, đây là Kia Morning nữa này. Ui dồi, Vios này, Vios rẻ lắm anh em ạ, rẻ bét tần nhè luôn. Đó, dưới này thì Accent bản số tự động đây này, em đang nói đây này, biển 29 này này. Em nay mày em bán cho anh em có 438 triệu. Bao vào tên đây. i10 2017 220. Đó, i10 2017 đây là 2018 nhé, bản sedan 5 chỗ 2 đầu bản đủ này. Một chủ nhưng mà có biển vàng một chút thôi, đi hơn 10 vạn tí, còn đấy thì 208 mà bao hồ sơ. Đây này, Mazda 2 này bây giờ để cho anh em có bao nhiêu? Mazda 2 để cho anh em có... Ở đây, nên đây cho anh em đi ta đi đã. Mazda 2 đời 2011, 230. Giờ để cho các bác bao nhiêu nhỉ? Để cho các bác 238 triệu để anh em 230 bao vào tên luôn. Cho nó sướng, anh em mình với nhau cho thoải mái đúng không? Đây. Còn con này bên cạnh này là i10 2019 này, i10 2019 này thì để cho các bác là 240 bao sang tên. Bấm biển luôn này, con này có hồ sơ rồi, bấm biển luôn. Cái Sorento đẹp với kìa, các bác nhìn cái Sorento đẹp, siêu đẹp với kìa. Đấy, Sorento siêu đẹp đấy, đời 2012, con đấy là 390 thôi nhá. Đấy, một số những mẫu như bán tải, con tiếp là mai check một chiếc nhà em đầy thiếu gì đâu. Anh em mình quan tâm thì anh em mình qua cửa hàng, anh em mình xem thêm. Khả Năng Ô Tô rất mong muốn được giao lưu trực tiếp cùng với tất cả quý vị chị bà con, các bác cùng mọi người. Đây là bộ đôi con Vios Vios E số sàn đời 2019 này, 350 một con. 350 thôi, đẹp chưa? Đó, nét căng luôn, chê làm sao được. Quý vị chị bà con nào anh em đi qua nhớ để lại cho Khả Năng xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhá. Khả Năng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin kính chúc mọi người có nhiều sức khỏe, thành công và may mắn. Khả Năng trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin kính chúc tất cả quý vị chị bà con luôn luôn giàu có nhá. Khả Năng chân thành xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo. Morning này có 180 nhá. À 160 nhá, 160 đời 2008 nhá, số tự động. Morning của Khả Năng đấy. Kia kìa, con Morning kia đỏ đỏ kìa có 80 thôi. Đấy, Morning mà đi gì xe máy các bác, 80 triệu. Đây.
Đấy, em gửi hình ảnh qua Zalo cho điện thoại cho em. Chân thành cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.